Mệt chưa, nằm lại đi con, nằm lại đi, tức bụng, nằm lại đi, nằm lại đi, ừ nằm lại. Nằm lại đi nè, nằm lại đi, để tức bụng quá con, nằm gối đi con, thiện nằm gối đi, thiện thiện ừ thiện nằm xuống gối đi con. Nằm xuống đi, nằm xuống nghỉ đi, mệt thì nằm xuống nghỉ đi. Ừ nằm đi con, nằm nghỉ ngơi đi. Ho nữa. Ta là gì vậy? Ta là gì cái câu? Ta là gì vậy? Lăn ngược trở lại, đừng có lăn ra đất dơ, lăn trở lại, lăn trở lại, lật trở lại đi để ra đất dơ đó nha. Ngoài nói lăn lại, không có lăn ra ngoài đó chứ, con có nghe không Thiện? Thiện à, nằm tới lại, lật tới vô cái gối á con. Thiện à, Thiện nằm lại, Thiện lăn tới vô đi qua cái gối đây nè, để ra ra mà đó dơ đó, ra đất dơ đó. Mày nói con biết nghe không? Ừ. Ngã quanh đây nè, không ngã ngã bên đó không à, hồi vô vô trong đất á, ra đất á, yêu ngã qua đây đi, ngã bên kia mới dòm thấy ngoại phải không, cớ không ngã qua đây không thấy hả, thấy không? Ừ nằm yên chỗ đi, đừng lăn ra đất dơ lắm biết không, ở trường lại ngoại ngoạm. Ồ nó hứng lắm à, thấy không? Ừ. Ba 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 ba
Ba. Cứ bà đi con. Ba. Cười. Bà đi, kêu bà đi. Bà. Ủa, dòm gì đó, dòm xe chạy đó hả? Bà. Kêu bà đi con. Bà. Đi lại đây bà nè. Bò lại bà nè. Bà. Biết gì không mà cười. Biết ngoại nói gì không? Cười. Bà. Nằm lăn trở lại, đừng có lăn vô đó nữa. Lăn vô đó ngồi ra ngoài đất đi. Yên à. Không có thọt tay ra ngoài. Thì có nghe ngoại nói hay không? Dơ đó, đôi dép con hai dơ đó. Dòm thôi, nằm dòm thôi nghe, không có đi, không có thọt tay ra lấy dép nghe không? Nhìn thôi, nằm nhìn thôi. Nằm lăn trở vô nè. Nằm lăn vô đây nè. Nè nằm gì nằm lăn vô gối nè. Đây quay lại. Thiện quay lại nè. Thiện. Thiện quay gọi lại nè. Nằm lưng xuống gối nè. Xu cái tay lại. Thiện theo xu cái tay lại. Đó nằm gối đi. Rồi Thiện trải trong quần nữa rồi. Thiện đái trong quần nữa rồi. Nha. Yeah.